2006, có chiều cao 6,7m và đường kính 2,7m, có nghĩa là cao gần bằng căn nhà 2 tầng. Kinh phí để làm ra chiếc đèn kéo quân khổng lồ này lên tới cả chục triệu đồng, là số tiền khá lớn khi ấy. Nhưng rồi đèn làm ra cũng chỉ là để đơn vị chủ quản đăng ký kỷ lục Guinness Việt Nam. Nói về chiếc đèn kéo quân và nghề này, ông Sinh tâm sự, nghề làm đèn kéo quân ở quê ông đã có từ rất lâu rồi, từ thế hệ này truyền cho thế hệ khác. Vừa như thế, nghề làm đèn kéo quân ở Đàn Viên đã có hơn 100 năm. Thuở trước, khi còn thiếu thốn nhiều nguyên vật liệu, thì chiếc đèn kéo quân được làm ra từ than tre thành nứa, dây chỉ, giấy màu, cây nến, rất đơn giản. Khi đèn kéo quân được làm xong, bọn trẻ háo hức đợi Tết Trung Thu, đốt đèn, rồi dắt đèn từ làng trên xuống xóm dưới, rất là vui. Cái thời thơ ấu đấy mà ông bố làm cho cái đèn, cái này trẻ con phải có là tự cầm này. Đi quanh ngõ dặn xong là về là phá cố Trung Thu, hát hò, đó là những cái kỷ niệm không thể quên được. Cách đây khoảng 30 đến 40 năm, đèn kéo quân ở thôn Đàn Viên đã phong phú hơn về hình dáng, kích cỡ và màu sắc khi nguyên liệu làm đèn khá đầy đủ. Khi ấy người ta làm đèn kéo quân chủ yếu là để chơi hoặc là để tặng nhau, có khi để đủ lấy vài cân thóc, cân khoai. Trước đây người ta làm đèn kéo quân cho trẻ em hoặc một cách như một món đồ chơi, nó liếm luôn nghĩa, truyền dạy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Chính vì thế những hình dán lên các mặt của đèn kéo quân thường nói về việc lễ, hiếu, trung nghĩa, và đặc biệt là các hình ảnh đoàn quân lính, ngựa xe, hành quân, sông trận. Vì thế nên mới được gọi là kéo quân. Sau này các hình vẽ được dán lên đèn phong phú hơn như hình các bức tranh dân gian đồng hồ, tranh hàng trống, hình chú tễu, chú cuội, chị hàng nga. Thấm thoát đã gần nửa thế kỷ trôi qua, khi nền kinh tế bước vào cơ chế thị trường, nhiều người làm viên đã mạnh dạn thay nguyên liệu để làm đèn kéo quân, đèn nâu cao để bán dịp Trung Thu. Nhưng theo nghệ nhân Sinh, nghề làm đèn kéo quân để bán ở Đàn Viên thực sự chỉ hưng thịnh khoảng gần 30 năm, từ sau năm 1975, rồi dần mai một và đến nay gần như biến mất. Mấy năm trở lại đây, trong thôn chỉ còn một vài gia đình làm đèn ông sao, còn đèn kéo quân thì không ai muốn làm nữa. Cũng chỉ vì lòng đam mê và tiếc nuối những chiếc đèn kéo quân. Là nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền vẫn cố giữ lấy nghề, bởi thực tế hiện nay chẳng còn mấy người lấy nhà chơi và trang trí đèn kéo quân trong nhà vào dịp Tết Trung Thu. Theo Nguyễn Văn Sinh, làm đèn kéo quân khá đơn giản. Điều quan trọng nhất của người làm đèn kéo quân là phải biết tính toán đến khối lưu không khí bên trong đèn kéo quân sao cho thật cân bằng. Khi đối lưu không khí cân bằng, ta đốt nến lên và có gió thổi qua, đèn kéo quân sẽ quay. Nghệ nhân Vũ Văn Sinh chia sẻ. Ở ngày xưa thì là cái nguyên vật liệu nhất ta làm bằng giấy, bây giờ là mình phải nguyên là hoa văn bây giờ nó nhưng mà với khó nhất là đang để đối lưu không gió, nên là nó đối lưu không chỉ đi gió nó thổi như này đấy, cái lửa và các cái hiện tượng như thế này người ta có thể đoán quân thì chọn quân 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 sẽ quay theo. Hiện nay đèn kéo quân bằng khung gỗ số màu cỡ lớn đang được nghệ nhân Sinh làm theo một phiên đặt hàng. Chiếc đèn kéo quân được ông Ngọc làm liên tục trong 3 ngày mới xong, bán cho các cửa hàng với giá từ 3 đến 5 triệu đồng một chiếc. Còn với những chiếc đèn kéo quân đơn giản bằng khung tre, nứa, gỗ nhỏ thì một người thợ có thể làm trong ngày là xong, với giá bán khoảng 200 đến 300 nghìn đồng. Nhưng chỉ còn rất ít người chơi đèn kéo quân nên người dân Đàn Viên không thể sống được với nghề này. Người làm đèn kéo quân lâu năm còn sót lại ở Đàn Viên phải kể đến nghệ nhân Vũ Văn Sinh. Còn người nghệ nhân gắn bó với chiếc đèn kéo quân lâu nhất thì là nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền. Ông Quyền năm nay 80 tuổi và đã có hơn 60 năm làm đèn kéo quân. Ông Quyền bảo, ngày xưa lũ trẻ như ông, nghèo thì làm gì có tiền để ra Hà Nội mua đồ chơi Trung Thu. Cả bọn trẻ ở vùng quê này thường cùng nhau đi kiếm tre, nứa và những trang giấy bỏ đi để làm đèn kéo quân chơi đêm trăng rằm. Vậy là đã hơn 60 năm, nghệ nhân Quyền gắn bó với chiếc đèn kéo quân. Không chỉ làm đèn kéo quân rất siêu mà nghệ nhân Quyền còn biết làm mọi đồ chơi dân gian. Tuy nhiên hiện nay không còn ai sống được bằng nghề làm đèn kéo quân. Cả làng Đàn Viên chỉ có gia đình ông Sinh và gia đình ông hàng năm được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đặt hàng vài chục chiếc, nghệ nhân Vũ Văn Sinh chia sẻ. Cái trò chơi dân gian đặc biệt này